cố tình học ngu để nhà trường đỡ phải in giấy khen và trao tiền thưởng. Đừng lãng phí, tiết kiệm làm quốc sách, tiết kiệm cho nhà trường. What the hell? Nhưng mày làm lãng phí tiền mua roi điện, roi sắt của bố mẹ. Sao mày không nghỉ học đi cho đỡ tốn tiền bố mẹ? Kể về một kỷ niệm dở khóc dở cười hồi bé của bạn. Hồi lớp 3, lớp 4 gì đó, đi học về leo nhầm xe người khác tưởng mẹ mình, vì hai quả xe giống hệt nhau, với cả phong cách chống nắng kính dâm y như đúc. Còn con bà ấy thì đứng dưới nhìn, mình còn hỏi, đợi mẹ à bạn? Ngày bé, xem nhiều phim trưởng Trung Quốc quá nên bị nhiễm phim. Bữa cơm, mẹ nấu canh rau dền có màu đỏ, tao ngậm nước canh trong mồm rồi phun ra khóe miệng. Bố ơi, mẹ ơi, trong canh có độc, ọc, ọc, xong rồi trả vờ ngất lịm đi. Kết quả là tao bị đánh không trượt phát nào. Hồi bé mình xem đá bóng ở xã, thấy một thằng đệm bóng cận thành mà không ghi được bàn. Mình mới nói với ông bên cạnh là thằng con nhà đó ngu vãi, đúng là loại chân gỗ, ăn tốn cơm. Sau mới biết ông bên cạnh là bố thằng đó. Ngày trước bé sang ăn trộm xoài nhà hàng xóm, cuối cùng trộm luôn cả con gái ông ý, giờ thành vợ chồng, nó tẩn mình suốt. À đâu. Hồi nhỏ tao cãi nhau với bố mẹ xong bỏ nhà ra đi, đi qua quán chè thấy đói quá về xin tiền bố mẹ xong bỏ đi tiếp. Hồi lớp 5, mấy đứa bạn hẹn 4 giờ sáng đi lao động trường, mình thì dậy rõ sớm ra chỗ hẹn đợi đến 6 giờ vẫn không thấy đứa nào. Hiểu kiểu gì? Hồi lớp 10 có ngồi cạnh một thằng bạn khá nhút nhát, có lần nó giơ tay xin thầy đi WC nhưng thầy không cho, mình chỉ thấy mặt nó hơi khó chịu, nổi da gà, thấy nó ngồi như thế mình sợ nó buồn nên là cù lét nó một cái. Bây giờ ra trường đã 8 năm rồi mà mỗi lần gặp nó mà nó vẫn chưa chịu nói chuyện với mình. Hồi bé đi ăn cỗ nhưng mà bị chồng nên dỗi bỏ về, đi được nửa đường thì gặp con bò sợ quá lại phải quay lại. À thế à? Hồi cấp 1 ông tao có đón tao đi học về, tao đứng một chỗ nhìn ông đang đuổi theo một thằng ất ơ nào đấy gọi, Quân ơi, về thôi con. Hồi cấp 3 thích nhỏ bạn lớp bên cạnh, viết mẩu thư tỏ tình để trong túi, giờ ra chơi thấy nó đang nói chuyện ngoài hành lang thì lao qua, nhét giấy vào tay nó rồi chạy vụt đi, thấp thỏm hết cả buổi. Về nhà mới thấy thư tình còn trong túi, còn tờ tiền 5k thì không thấy đâu. Gái bay từ Mỹ về Hàn Quốc để cắt bỏ ổ khóa tình yêu với người yêu cũ tại tháp Nam San. Nani? Cầm được thì cắt được nha. May chưa phải tháo, không lại mất mấy nghìn tiền xe bát. Tiện tay cắt luôn mấy cái khóa khác giúp người ta luôn, ai rồi cũng chia tay mà thôi. Người yêu cũ trước rủ đi xăm đôi ở tay, may chưa có thời gian đi, không thì bây giờ khéo chặt tay đi quá. Cầm được thì cắt được, ý mày là cắt cái gì? Thanh niên ngồi cạnh công tắc, suốt năm học toàn phải bật, tắc quạt phục vụ các bạn, cuối năm được cả lớp đến tận nhà nắp tặng điều hòa để cảm ơn. Wow! Hồi xưa đi học tôi hay đi giặt giẻ lau bảng và khăn cho lớp nhưng chưa thấy mọi người tặng cái máy giặt. Lũ bạn cảm ơn. Nhà tao kiểu. Cậu con trai hiếu thảo chỉ trong 2 tháng đã giúp ba mẹ mua 2 cái tivi mới. Ông nghĩ treo cao lên có thể ngăn cản tôi sao hả, ông già? Đẻ được đứa con mắt lòng mắt dạ anh bán tivi. Gấp, lần đầu ra mắt nhà người yêu mà y ả tắc cả bồn cầu thì phải làm sao ạ? Em ở trong này hơn 1 tiếng rồi, nhà người ta sắp phá cửa xông vào rồi.
tĩnh dùng tay múc từng tí một bỏ lên bồn rửa mặt rồi xả nước. Đằng nào cũng chia tay rồi thì hãy làm sao để nhà người ta không bao giờ quên được bạn. What? Đến giờ ăn cơm rồi mà mấy thánh châu như thế này ai ăn cơm được. Những lúc như thế này chúng ta cần một nụ cười tự tin. Nhìn lên trần nhà rồi quay ra, lại quay vào nhé. Nhanh trí nhét lại, không thì móc hết lên đùm vào áo mở cửa ra chạy một mạch về nhà. Trời ơi, chưa? Nhanh trí lấy tay bóp nát ra xong rội nước thật mạnh. Tự nhiên mà sống thôi, thực tế đi. Sau này bạn về nhà đó làm để rồi thì cũng bước ra bảo: em ơi, lại tắc bồn cầu rồi. Tao lấy mày. Còn có sau này. Nhảy ra từ cửa sổ rồi về, sau đó chặn số điện thoại các thứ đi chứ còn gì nữa. Đợt tao đi lính cũng thế, đang ỉa thì báo động cả tiểu đoàn, xong phải cắt cứt đi xuống tập trung và tí lên ỉa nốt đấy. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Tao thì lấy băng dính bít cái lỗ lại. Giả bộ hét to lên: eo ơi, gớm thế, ai đi vệ sinh mà không xả thế ạ? Chúc mừng bạn T.A. Huyền đã có câu trả lời đúng chưa chỉnh sửa và sớm nhất câu hỏi IQ. Ngoài ra bạn Hùng Bá Vua Tiền Tệ, Hương Lan, Đỗ Minh Thanh, Duyên Ami, Thao Phan, Dương Dương, Khánh Ly Nguyễn Hoàng, Quỳnh Nguyễn, An Nguyễn, Mộc Nhãn TV, Hoàng Duy, MTT Mobile, Đỗ Han, Hoàn Sáu, Thợ Săn, Trung Ha, Bét Bét, Trần Tươi, Nguyễn Tất Đạt, Kiên Gaming, Dũng Game CX, Phen La La, Hùng Trần, Mr. Phát Mai, Parker SKT, Tan Tan, Đạt Trương Tấn, Nông Thanh Đoài, Giang Hồ, Tâm Võ, Nguyễn Tuấn Vinh, Bà Nội, N Quy Dân, Định Nguyễn, Minh Vi, BD Tôi Là, Danh Trịnh Công, Mang Lương, Sidu TV, Thu Hằng Lê, Em Thợ Điện, Tho Nguyễn, Minh Triệu, Vô Hình TV, Phương Thạch, Duy Nhỏ, Lê Trung Kiên, Vo Chi Phục, Phương Nguyễn Việt, Mo Trần, Trang Lê, Quốc Hưng, Chen Gamer, Hiến Đỗ, Thao Xuân, cũng có câu trả lời đúng nhé. Còn đây là câu hỏi phần này: chàng thời coi thiếp là ai, chàng buồn chàng lại đút hoài không tha, hết buồn chàng lại rút ra, có ngày chàng đút tới 3-4 lần, thiếp thì nổi tiếng cù lần, chàng cần thì đút, hết cần thì thôi, hàng ngày hàng tháng liên hồi, có ngày thiếp cũng quy hồi nghĩa trang, tôi là cái gì, cấm nghĩ vậy nha. Đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.